Vâng, xin chào tất cả anh em. Và video cuối tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ lại quay trở lại thực chiến với một con tàu sân bay. Và trong clip này đó sẽ là con Royal Storm, cũng một con tàu sân bay quá lâu mình không có làm. Tàu sân bay tấn công của Nga mình thấy là cơ bản là anh em mới chơi ấy, những người chơi mới là rất là thích những con tàu sân bay kiểu như thế này. Đấy, vừa có bomber mà vừa giá rẻ. Rồi theo yêu cầu của bạn này thì mình sẽ chơi con tàu sân bay Royal Storm với cái bộ trang bị đó là cái Atma K, phóng lựu 5C, cường kích Su 57, ATR 51 đó là cái loại tiêm kích. Đấy, bomber đó là cái loại H10. Toàn những cái đồ theo kiểu dạng anh em mới chơi là rất là thích rồi. Trực thăng HM2, Royal Storm thì nó được búp lên là một KX2 con trực thăng rồi nhá, chứ không phải là X1 như ngày trước nữa. X4 pháo tự động thì nó sẽ là cái loại T-Foil. Đấy, cái đồ này nó chỉ có vậy thôi. Và cuối cùng đó là cái vũ khí phòng không quá S400, một KX3. Đấy, nó chỉ có vậy thôi anh em nhá. Còn nói thật là về cái khoản tên lửa này mình khuyên anh em này, nếu mà có chơi Royal Storm này anh em nên thay đổi cái Atma K đi. Atma K mà chơi trên con tàu sân bay này thấy nó có cái gì đấy nó thực sự không hợp lý. Với cái phong cách của mình nó sẽ là như vậy. Nếu mà theo cái kiểu của mình nhá thì mình sẽ có ba cái hướng chính. Cái thứ nhất ấy, đó là chúng ta sẽ nắp những loại tên lửa diệt hạm. Đấy, những loại tên lửa mà nó có xu hướng đang sát thương to một tí. Có thể nó hồi lâu một tí cũng được, bởi vì đây nó là một tàu sân bay và chúng ta không phải lúc nào cũng lái tàu sân bay và chờ nó nạp lại đúng không? Đấy, cái hướng thứ hai đó là chúng ta sẽ phải chơi cho cái kiểu dạng đó là tên lửa chống ngầm. Đấy, chúng ta phải tận dụng những cái khe tên lửa trên tàu sân bay ấy. Cơ bản chúng ta sẽ hay lái những cái loại máy bay là chính mà. Và cái ưu tiên số 3 đó là cái loại tên lửa phòng không. Cái này thì ít lắm, tức là nó vẫn có thể sử dụng được nhưng mà số ít người sử dụng. Chứ còn cái loại tên lửa spam này thì nếu mà anh em lắp ấy, nó sẽ bị phế đi mất một cái khe tên lửa luôn. Thực ra cái Atma K làm gì có đam đâu, bắn không có đam luôn. Ngay cả bây giờ cái việc mà ra cái loại tên lửa Thai 17 SSM ấy, nó cũng mạnh hơn cái loại Atma K. Đấy, thì mình sẽ chỉ xin phép là chơi một trận cái loại tên lửa Atma K thôi nhá. Còn bây giờ lắp loại này là thấy nó không hợp lý rồi đấy. Rồi đối với cường kích thì chúng ta phải thử xem nếu mà nó có phù hợp cái khả năng sát thương kết hợp với lại cái vũ khí từ trên tàu ấy, nó ok được thì chúng ta sẽ lắp, còn không được thì chúng ta phải thay đổi nhá. Đây mới vào cái này check luôn đây. Cái này nó chỉ có tiêm kích cường kích với bomber chứ lại không có cái loại máy bay không người lái. Anh nào muốn check map báo em câu cái này. Phải ơi, anh nào muốn check map cứ báo em câu. Đây không, bẫy mồi thôi. Đấy, rất hay, có cái nệt mà bắn ấy. Đấy, tầm này xả anh em nhá, xem có ok hay không. Wow, ta có cảm giác là cũng ok đấy chứ đúng không? Có cảm giác là ok đấy. Đây, cái loại tên lửa này dùng để chống ngầm anh em này. Nhưng mà chờ tí. Không, K39 tầm này bắn vào nó cũng chỉ là mũi đốt inox rồi. Mình cũng không dại. Rồi. Ui, đát quá được. Mình như nhắm không biết được bao nhiêu đam ở cái không nhìn kịp anh em ạ. Nhắm quá nhanh quá không nhìn kịp. Wow, có khi mình toàn đem vào mười mấy này. Quá giò heo ạ. À, được, tầm này phải bắt buộc phải dơ mũi lên thôi. Còn nếu mà chỉ hy vọng vào cái cường kích với bomber thì thực sự là đuối lắm. Nó không có cái loại máy bay không người lái, nó đuối lắm. À, có một ông định đi ra đây này. Anh em chờ tí nhá, đâu sẽ có đó thôi. Xem mấy cái ông nào yếu rồi vặn trong một phát. Ui chào ơi, hình như quả mình nhắm chuột thì phải. Ít khi lái con H10 này nó cũng là một cái bất lợi đấy anh em ạ. Dễ mà chơi nó, ui thôi xong rồi. Bắt con heo cái gì vậy? Thằng này hình như là người là boss, chắc là boss thôi. May mắn cho em, thằng này nó lại là boss đấy. Những cái gì nó nguy hiểm chúng ta nên xử lý trước nhé.
Thôi, xong rồi bà con ơi. Ôi bà con ơi. Happy. À vẫn trụ tốt. Ai nó còn cố nó chơi mình đấy. Con này còn mang cái Atma cam nó quá phế anh em ạ. Coi như nó không có tác dụng gì nhiều luôn á. Đây, chờ tí để tôi vả đồng phát. Xài ơi, thua nắm gì đùa. Ủa thế nào ăn hết cái loạt ngư lôi của nó mà mình tí toàn. Đó, Atma K bay vào đây anh em. Kết hợp cả phóng lựu luôn đấy. Chỉ có vậy thôi, không hơn được đâu. Máy con Wico ông ngầm ông còn cứu mình quả đấy chứ. Nghe chừng toang quá. Ở đây mình sẽ đổi lại cho anh em một cái loại tên lửa khác chứ nắp Atma K thực sự bây giờ là quá phế. Thôi mình sẽ lắp một cái loại nó bay cao cao tí nhá. Easy 21 này. Đó, cái loại này thì trên tàu chiến thì mình không đánh giá cao nhưng mà trên con tàu sân bay này có thể chơi được nha. Bomber thôi tạm thời cứ giữ máy bay đi. Mấy cái đồ máy bay này thì mình sẽ giữ nguyên. Mang này đi xác định là đam cho nó to thì nó to luôn. Có thể nếu như mà thích thì trận sau chúng ta lại đổi sang một cái loại khác. Nó có thể là chống ngầm chẳng hạn, đấy, ví dụ thế. Thật sự thì mình thấy có nếu mà để phân tích chính thì có hai cái nhánh đấy. Một là diệt hạm, hai là chống ngầm. Phòng không thì cũng có thể nắp được nhưng mà hạn chế, không nên quá lạm dụng. Con này mà có tên lửa chống ngầm với cái phóng lựu 5C thì gặp tàu ngầm nó cũng đỡ hơn nhiều chứ anh em. Chưa kể cả con H10 nữa. Cái góc này bản chất là do con này nó tàu sân bay nó quá nặng nề, nó cũng không phải là quá nhanh quá cơ động. Thành ra là chơi con này nếu mà gặp tàu ngầm nó săn rồi thì cũng hơi khó để mà chạy ấy. FS Pang không nói, Yuikaku thì cũng không nói. Rồi sang luôn. Đây, trận này cũng có tàu sân bay tấn công đây, bạn đôi bạn là CBN80. Một trong những dân bay rất hết sức là chuyên nghiệp. Có thấy nó? Anh em ơi. Có thấy nó không? Nó thằng nào ta? Jack không ăn thua nhỉ? Gặp cái thằng này là cảm thấy nó không ăn thua đấy. Cô đang đứng đây cố không? Nó hồi thực sự lâu luôn ấy, cái loại này nó spam nhiều mà. Bẫy mồi đi anh ơi. Tốt nhất là anh bẫy mồi đi. Đúng rồi. Rồi lùi vào đây. Úi trời ơi. Úi. Ấn trượt anh em ạ. Đau đớn. Cháu quay sang bên này hỗ trợ anh em lại hay. Đấy, cẩu cho một phát. Đấy, Easy 21 anh em này, nổ đam không? Nổ đam chứ, 75.000 đam ai cho hoa đúng không? Cái đấy nó gọi là hỗ trợ đấy. Thôi, có khi nên quay rồi. Mình chơi con H10 này không quen lắm anh em ạ. Ơ, những người đồ mình bị làm sao đấy? Người đồ mình bị làm sao đấy? Mùa hay thế nhở? Ui, chạy hay lắm anh em ơi. Chạy cực hay luôn á. Lần này không có trượt đâu. Vắt giò heo ạ. Ui, sao nó phá hay vậy nhỉ? Nó khéo khi mình lại không thuộc cái dân chơi H10 rồi.
em không phải là sân chơi H10. Cố anh em ơi, cố gắng vì tương lai con em chúng ta. Bắt giò heo và nó có thú thó này, nó mới đau chứ nhỉ. Tôi có cứu được không? Người đồng đội tôi ơi. Ôi người đồng đội của tôi ơi, có cứu được không? Rồi vẫn toang anh em ơi, không cứu được, tìm nát quá. Đồ bạn toàn level cao à, toàn 5x thế này á. What the hell, những người đồng đội của tôi làm cái gì vậy? 300k ram à? Buồn, quá là buồn. Hay là đi thử làm lại trận nữa nhỉ? Cay thực sự luôn đấy. Không biết con H10 nhận nước kiểu gì nó hay bị trượt đấy nhỉ. Cả hai lần trượt cả hai luôn ạ. Trận này mà không ổn nữa có khi mình phải bỏ con H10. Hoặc có thể là phải tập lại đấy. Anh em toàn chơi mấy cái loại combo lâu mình không sử dụng, chỉ có nhớ mấy cái loại chính thôi. H10 thì đấy, theo kiểu dạng spam, có hai khe để spam. Thì nếu như mà nó trúng được thì nó ngon. Còn nếu mà nó bị bẫy mồi mất ấy, thì cái thời gian chờ nạp lại nó rất là lâu, không ổn tí nào. Cái meta bây giờ thì cái phòng không của địch ấy, bây giờ có nhiều loại phòng không rất là xa. Gần như nó không có thời gian nào để cho anh em có thể đứng mà spam được hết được đâu. Mình nói thật đấy. Chưa kể đến cái việc là cái đồ, cái vũ khí tên lửa con H10 bắn thì nó cũng không phải là siêu thanh. Anh em nhìn thì cũng thấy rồi đúng không? Quá lỏ trận này còn cân này. Trận trước team thằng ông Mỹ level thấp chơi chán quá. Đồng đội được có hơn 300k đám mình chơi cái gì. Để em phải check lại cái đội hình nhé, chơi cho nó chắc. Chơi không nhìn mệt lắm. Ôi giời, thôi té làm gì căng. Thấy này, thằng này kéo khi đứng đây ấy. Asigara bẫy mồi hơi sớm, đấy. Thằng này đứng đây spam được này, anh em đủ sức để hạ nó đấy. Chờ tí tôi quay sang bên này cho. Ghê gớm. À đây. Thế tôi cho nó một combo luôn. Thằng này tôi cũng lại thó ra đây ép một thanh 6 ấy. Em lại không đánh giá cao thằng này. Đấy, nếu có tàu nào cảm thấy ăn được cái này mình ăn ngay. Úi dồi, anh em trận này bắn uy tín thế nhở. Wow. Đấy, spam một khe thôi anh em nhá. Đấy, bẫy mồi rồi. Spam tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ áp sát này. Xem tại sao mình nhắm cái trượt hoài. Thề với anh em khó hiểu thực sự luôn ấy. Ô, đấy. Cố ăn cái loạt tên lửa ấy xong đấy. Thì vẫn bị rụng. Còn không có rát thực sự luôn đấy. Bạn ơi, cứ đi lên đi. Em đứng đây cho. Cô lo cái gì nhỉ? Có mình bay lên đây mình hỗ trợ cho rồi. Không phải lo à. Trời ơi. Quá là uy tín đi luôn à. Trời ơi. Quá là uy tín à. Em đến lên tận đây em hỗ trợ còn phải lo nữa. 3-3 đấy. Đây em lại lên em lấy map cho. Ui dồi ôi, một đống người lôi. À xin lỗi anh em, một đống tên lửa mồm. Đau không? 78k này. Bạn này mà ném chuyển nữa thì thôi đấy.
Nào. Úi sỏi ở đấy, nó bảo mà. Chứ làm sao mà nó trượt mãi được. Thôi chờ con Su 57 nó hồi lại đã. Cay thế nhở. Ôi dồi ôi, người đồng đội tôi ơi. Yêu cầu đi về đây. Tôi thấy, à đây rồi. Tôi thấy bạn yếu lắm rồi đấy, lùi về đây. Để thằng này tôi xử cho. Không, thằng này cơ. Một combo chết không? Chưa đủ sức. Chưa đủ sức anh em ạ. Khó. Ui dồi ôi, lùi về đây người đồng đội tôi ơi. Có gì để tôi hỗ trợ cho. Hay quá. Hay quá. Hỗ trợ đồng đội đến tận mức độ như thế còn gì nữa. Rồi đi lên thôi. À nó vẫn cố ăn. Nó vẫn cố ăn. Tầm này là khó. Nói thật tầm này là khó đấy. Rồi để mình lên mình check nốt cho các anh em cái thằng ấy nhá. Cứu. Khó quá để cứu. Làm gì căng. XQ58 rồi xong. Đôi khi nó là một cái nghệ thuật cứu đồng đội chứ. Đấy rồi. Tàu này mang tiêm kích sang là xử lý hết những cái phòng công của các anh luôn. Cái này là cường kích à. Đó, anh em chắc là nhìn thấy rồi đúng không? Nhìn thấy quá chứ còn gì nữa. Cố lên, cố lên. Hạ nó đi. Hạ tao này, hạ vào mắt. Vướng map có làm gì được đâu. Yuikaku. Nó là tàu sân bay, cái map này nó có lợi lắm. Nó có bẫy mồi không? Mồi cái gì ấy. Được, để em ngóc cho nó cao cao một tí nữa. Đấy. Cho nó chắc ăn. Đó anh em thấy không? Ngoài 4 km là phòng không vẫn hoạt động này này. Có nhai nó như đâu phải dễ đâu mà. Rồi 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 thôi thôi. Tôi nghĩ là quay về cho nó lành. Qua cái loạt cường kích thì cố gắng tiết kiệm giữ lại. Trong lúc không biết làm gì thì chúng ta lại đi hỗ trợ đồng đội. Hỗ trợ của này nó hỗ trợ hay nhỉ. Sử dụng tiêm kích luôn anh em nhé. Ui dồi. Mình đang định bảo sử dụng tiêm kích bắn trực tiếp luôn. Rồi ok, trận này nghe có vẻ nó ban căng hơn đấy. Chứ mà nói gì nói nó cũng đỡ hơn. Những người đồng đội nó chơi còn đỡ hơn so với những cái trận trước. À, nếu mà nên đổi thì mình nghĩ anh em nên đổi cái vị trí H10 này. Có thể là do mình chơi nó không quen. Mình không thích như kiểu dạng spam kiểu như thế này. Rồi, thử con SR72 đi. Đấy, còn những cái còn lại thì mình vẫn sẽ giữ nguyên nhá. Gặp những người đồng đội như vậy, ít nhất chúng ta cũng phải có cái sự tương trợ lẫn nhau chứ. Ai biết mặt người đấy thì nó khó chơi lắm. Bắn hơn cổ đồng đội người cao nhất được hơn 300 thì buồn lắm. Đây rồi, cái map này đồng đội mình nó dễ vào cái tư thế lắm này này. SR72 chắc lại phải mất một trận này mới làm quen được. Bản thân mình thì ít khi chơi tàu sân bay rồi. Bây giờ lại mỗi lúc lại một con bomber thì cũng được quá khó. Ô, hay sao nó ghép trận kiểu gì vậy? Cứ tưởng vào rồi lại kết nối ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ vào lại trận khác. Trận ghép mãi không vào được. Bực cả mình, cứ xoay 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 mãi. Chờ gần 2 phút cứ xoay ạ. Điên hết cả người lên. Rồi Bắc Cực, xem qua nào. Úi xong rồi, huyền thoại à. Căng nhỉ, chúng ta này gặp huyền thoại cơ à. Đổi sang con này cho anh em xem. Úi dồi, hóng gió, hóng gió.
check với chúng tôi này, trực thăng cứ phải hạ con nào phải hạ trước. Xem tàu sân bay bên bạn ra cái gì nhỉ? Ui, chú chó cu à. Căng nhỉ. Không biết là mình có nên tính hướng để mà chạy không? Theo anh em là có nên chạy hay không? Đâu mà ấn bẫy mồi mà kinh thế. Varad này nó nhiều phòng không. À đây rồi. Mình thấy rồi. Đấy, anh em cứ phải bắn một cái mục tiêu nó rõ ràng như thế này để tôi còn biết hướng này này. Đó. Nhanh chóng đơn giản. Có khứa nào đây đấy? Có cả khu trục hạm không 5A luôn đây ạ. À. Hơi toang vậy. Mỗi người đi một nơi. Đây rồi, Yuigaku rồi. Các anh cứ yên tâm đi, em sẽ xử lý cái thằng này trước rồi. Hay đấy, bẫy mồi hay đấy. Wow, rụng. Vậy là do cái gì? Theo anh em là do cái gì? Cái map này nó cơ trắng trắng, nhiều khi mình không nhìn rõ nữa. Tài nguyên ít quá, đúng con này là phải mang, thực sự phải mang luôn cả tàu đi lên. Không góc bắn. Cái quái gì nó bắn mình vậy? Theo anh em là cái quái gì nó bắn mình vậy? Wow. Một hit rụng. Khả năng cao là rim 174 rồi. Nhìn cái kiểu như vậy đã biết rồi. Có khi nào mình để cho nó chết xong rồi mình xem thằng nào nó mang rim 174 không nhỉ? Chơi mấy giáo án này nó hơi bị mất dạy đấy. Mình nghĩ cái thằng Varad này này. Theo mình nghĩ là cái thằng này. Ui dồi, nó đúng này. Nó đúng không bè cho này. Sợ thực sự luôn đấy. Cái góc này đi lên liệu có bắn được không? Nói gì nói tàu sân bay, cái đồ xốp, đồ đô la, tàu nó chỉ thế này thôi. Anh em gọi là có cái để mà trải nghiệm thế là được rồi. Mà nếu mà đòi hỏi theo kiểu dạng mấy cái con mà nó hàng VIP, hàng huyền thoại thì khó lắm, không có đâu. Nếu mà có thì cái hàng VIP này không bán được cho ai. Ủa sao nó không nạp nhỉ? Bắn về tận như thế này nó không nạp. Hư cấu cái gì. Đây rồi. Yuigaku là chạy cũng nhanh đấy. Rất là rõ ràng là có một cái thành phần ở đấy nó rất là bí hiểm. Rồi, xong rồi. Xong rồi, tầm này khả năng gãy cánh là cao rồi. Ăn thế rồi, lại về. Đây này. Cái thằng 055A này mình đã bảo ngay từ đầu đây này. Nhanh thế không biết chị nị. Căng. Nó chống trả căng đấy. Hết cả nguồn tài nguyên luôn rồi. Anh định làm gì? Cái Easy 21 đôi khi nó còn giúp mình, nó còn chống trả lại, nó còn tốt. Nào ra đây. Ôi giời ơi. Ô. Có khi vừa tầm như các cụ cũng chết luôn à? Ê, mình đẻo chứ nè. Đấy, nói gì thì nói cái khoản mà tên lửa ấy, bao giờ mình thấy là anh em nếu mà lắp cái loại, những cái loại đam to một tí ấy, kết hợp với cái phóng lựu ấy, anh em chống trả đôi khi nó cũng tốt hơn. Tốt hơn là so với cái việc anh em mang cái Atmaka. Đấy, mình nói thật đấy. Ở số 57 thì mình thấy thực sự là cũng không thực sự là chuẩn lắm đâu. Thế cái khả năng giữ cường kích của cái loại này ở trên con Rostorm thì nó hơi đuối. Mình sẽ đổi thay đổi nhá. PSF01
Đấy, sẽ chơi nốt cái trận này cho anh em, chúng ta sẽ kết thúc cái video. Tại vì cái nguồn tài nguyên ở trên cái con RF Storm này nó chỉ có cường kích và bomber là nó gây sát thương chính. Thì nếu như bây giờ cường kích mà dễ mất như cái kiểu như vậy ấy, nó khó giữ như con Su 57 như vậy thì nó thật là cũng không còn nguồn đam nữa. Còn nếu mà anh em mà cứ kiểu bắn spam nó lại quay về thì không biết đến bao giờ nó mới có thể sốc đam được. Nó sẽ mất đi khả năng sốc đam. Có mục tiêu thì xa thật, Su 57 này. Đó, thì chỉ có một cách duy nhất là anh em bắn xong lại ấn cho nó quay về. Quay về không lại chuyển sang bomber. Như vậy là khả năng tấn công nó hơi kém. Sốc đam là hơi ít. Ủa, cái map này không biết là tàu sân bay liệu có đứng ở vị trí xấu không nhỉ? Mình chỉ có sợ đứng ở cái vị trí xấu thôi. Nào, kiểm tra qua đội hình cho nó chắc ăn nhá. Nó trận cuối này chơi này, cho nó cẩn thận. Nè vào 37. Cầm cho RF Storm đi nhau. Ê, mình cũng đi nhau thôi. Đấy, chơi mấy cái loại này chơi nó mới sướng anh em này. Ui, ngắm vào một cái tự dưng nó lệch luôn ạ. À đây rồi. Ui dồi, anh em chơi nhiệt tình thế này thì mình cũng phải nhiệt tình lại. Không ăn cái gì. Ôi, RF Storm gãy rồi. Chắc chắn là gãy rồi. Tầm này chúng ta bắt đầu đi hành hạ những kẻ địch đây. Wow, phê không? Anh em đã thấy phê chưa? Bây giờ mình mới mang con bomber sang này. Ô, thế chết rồi. Kéo trận này nó nhanh quá, phải đi làm lại anh em ạ. Thế ra bẫy mồi chưa đấy? Ôi dồi ôi, bẫy mồi đi chứ còn cái gì nữa. Gãy. Gãy. Ô, không gãy. Tôi lại tưởng là không gãy. Ui dồi, căng nhỉ. Mang cả rim đi luôn ạ. Mà nó mang rim đi anh em ạ. Ohio này. Thế mới mất dậy chứ khéo thì làm lại anh em ạ. Này chưa gì sang này vã cho đội bạn thế này, chơi cái gì nữa không biết. Không nổi luôn, không nổi 500k đam. Thôi được, mình đi làm lại trận khác vậy. Vẫn cố dạy nhỉ mà. Nó vẫn cố nổi để nó dãy. Thề luôn chứ. Ôi giời, được 600k thôi mình sẽ phép đi làm lại vậy. Có nên đổi bomber không nhỉ? Trận cuối đổi bomber đi. Nghĩ ra là xong rồi mà vẫn cứ phải làm lại. Được, mình sẽ lại chơi cái con huyền thoại nó cho nó thuận tay. B21 Rider. B21 nó quen tay nói gì nói. Nhưng người ta bảo là chăm hay không bằng tay quen. Mặc dù là một phát B21 thì nó không thể giết được chết một người. Nhưng mà cái phong cách của mình ấy là cứ nhìn thấy ông đồng đội ấy, ông nào mà đang dí ấy, đấy, những mục tiêu mà đang bị yếu máu, đang bị dí ấy, mình sẽ áp sát vào luôn, cho nó đi viện luôn. Thì một combo B21 thôi, chúng ta sẽ lấy cái lợi thế. Rồi, vào làm lại. Ai Samurai. À, trận này thì lại đổi bên. Đứng ngược ngược. Ok, chơi hết. Các bạn biết liệu có thả được không nhỉ? Úi dồi ôi, đứng chỗ này hơi ghê đấy nhỉ. Dình dình cho cái tình trạng mất máy bay là hơi ghê đấy. Trận này anh em hết sức nhẹ tay thôi nhá. Anh em nhẹ nhẹ tay cho trận đấu nó còn kéo dài. Nào, xem có dí được ông nào không nào. Teton, ôi dí Teton đi. Người ta bảo là mỗi đốt inner. Ôi giời, 4 2 8 5 2 k. Nghèo nàn thế nhỉ. Không, đây này, dí mấy ông thiết giáp này này.
đó. Còn PSF01 nó có cái điểm mạnh nó đứng nhìn như này này, nhiều khi chúng ta giữ nó còn tốt. Giữ tàn nguyên này bắn nó mới sướng. Rồi mang này sang này cống hiến cho phát này, nhưng mà chưa ông nào bị yếu máu, chưa ông nào yếu máu thì nó cũng không phải là cái lúc mà chơi B21 nó hay lắm đâu. Thử nhá, rồi 184k không thấm anh nhỉ. Dí không thấm, dí không thấm luôn ấy. Ủa tè to nó trâu thực sự luôn ấy, một combo ạ. À, thôi tầm này có khi chỉ có đứng đây để hỗ trợ anh em từ xa, nhưng biết làm thế nào. Về làm lại cái vũ khí đã, trận anh em vẻ căng đấy. Ngầm sang á, ui dồi ôi, nan trang dùng quát được, dí anh tè toàn này đi. Đó, đứng spam thôi, cái thằng chủ lực nhưng mà phải hạ nó đầu tiên, nếu như cảm thấy được phải cho nó chết luôn đầu tiên nhá. B21 thì nó hồi lại rồi đấy, cái nhịp này là em đoán được ra rồi đấy. Cứ áp sát nào, cứ áp sát xem nó liệu nợ có ăn được không nhá. Mình nghĩ là ăn được ấy, quá trâu gì ạ. Ui dồi ôi, thẻ luôn chứ, sao tàu gì mà trâu thế hả rồi. Em đúng, đúng gặp đội nó mà lại có mấy ông hai con như thế này thôi là đủ đủ ngất rồi còn gì nữa. Này, cậu này đứng khôn này, đứng vị trí này rất khôn luôn nhỉ. Đứng đây nó cẩu được mà. Hay thế nhở. Ông Hạo trong tình trạng gấp ngoái này. Sỏi anh em thấy không? Người ta bảo là chăm hay không bằng tay quen, nó là như vậy đấy. Rồi ra đây em cho nốt hàng tầng tàu ngầm kỷ niệm phát này. Sải 140k RAM. Anh em nhìn quả này nó kỷ niệm nó tốt đúng không? Anh em bảo chơi B21 khó nhưng mà đối với mình thì mình chơi quen. Lâu lâu không sờ vào nó nhưng mà nó vẫn là một cái cảm giác rất quen thuộc như ngày nào. Ô, sao bên mình chết 3 người rồi. Ô, thôi, khéo thì không đùa rồi, không đùa được rồi. Đây rồi, con này có khả năng đứng im cho nên mình rất là tự tin, chỉ cần dò ra nó thôi là được. Đấy, đứng đây có đàm này. 48k đàm ai cho đúng không anh em? Đó, cứ đây mà vả thôi. Cứ đây mà vả thôi. Ai cho? Wow, 48k đam nó cứ nổ đều còn 3 phát nữa anh em ạ. Wow. Đó. Cứ 48k đam nổ đều thôi còn 2 phát. Chạy vào mắt à anh. Hỗ trợ anh em như thế này làm gì nữa. Ôi gãy, gãy tự nhiên đi nổi lên. Nó nghĩ là cái thằng đồng đội của mình nó chạy đi ấy. Nó có cơ hội nó nổi lên. Nó có đâu biết là nổi lên là cái cơ hội của mình. Ok anh em ơi, vừa rồi đã đi làm cho anh em một vài trận đấu với con Red Storm. Nói chung là một con tàu sân bay tấn công giá rẻ, rẻ nhất luôn đấy. Trong lớp tàu sân bay tấn công thì nó cũng sẽ có cái được và có những cái mất. Tàu rất nặng, không có máy bay, không người lái. Và phòng không thì rất kém luôn nhá. Chỉ có phụ thuộc duy nhất một cái X3S 400 mà thôi.
Đấy, cái này cơ bản là cho anh em trải nghiệm thôi, người chơi mới ấy, chúng ta mới lên chơi cái bậc T3 thì chúng ta sẽ trải nghiệm những cái lớp tàu sân bay tấn công nó như thế này, nó dễ tiếp cận nhất. Đấy thì đấy là tất cả những gì con Riot Storm nó sẽ có nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái video tiếp theo.